Chào đón tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Các bạn thân mến, một trong những điều rất dễ để chúng ta nhìn thấy một người thay đổi đó là khi họ thay đổi kiểu tóc của mình. Và năm hết Tết đến đây cũng chính là dịp để các bạn có thể cập nhật những xu hướng và dành cho mình một bộ tóc mới để đón Tết, phải không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với một vị chuyên gia, một vị khách mời của chúng tôi. Và tôi xin giới thiệu chị Hòa Ân, nhà tạo mẫu tóc. Chào Huyền Quỳnh. Vâng, chị Hòa Ân thì đã chuẩn bị được gì cho Tết này rồi ạ? Thực ra công việc của cái ngành tóc này rất là bận vào cuối năm, cho nên là chuẩn bị thì cũng chuẩn bị, nhưng mà phần nhiều là lo lắng cho khách hàng, với cả những người khách mà họ luôn luôn mong muốn có cái mái tóc đẹp thì thường là họ sẽ chăm sóc vào cái dịp Tết này. Thường thường thì khi mỗi dịp Tết về thì mọi người sẽ quan tâm đến tóc như thế nào ạ? Thường thì nhiều năm gần đây thì khách hàng có quan tâm đến cả năm, tức là lúc nào họ cũng mong muốn là phải đẹp. Nhưng dĩ nhiên cái số lượng khách đấy nó vẫn chỉ khoảng độ có lẽ là 30%. Còn lại thì ai cũng để dành đến cuối năm. Và lúc đấy thì 3 tháng cuối năm là rất là bận rộn. Chắc chắn là họ nghĩ rằng họ phải có một cái mái tóc thật đẹp để ăn Tết, để có thể là mùng 1 Tết đi lễ chùa mặc bộ áo dài, hay là đến thăm thú họ hàng. Như là một số người thì người ta sẽ có những cuộc đi chơi xa, nhưng mà chắc chắn là họ phải có một cái mái tóc đẹp vào Tết. Thường thì bao giờ cũng sẽ có là cắt một chút này, uốn một chút này và nhuộm, hoặc là có thể highlight. Và nếu như mà sau khi đã cắt uốn đẹp rồi thì trước Tết họ sẽ dành thời gian để họ đi hấp phục hồi để cho cái mái tóc nó bóng mượt. Thường thường theo em nghĩ, không biết có phải là đúng hay không, nhưng mà em thấy rằng là Tết đến cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu một năm mới. Và không biết là khi mà họ lựa chọn một bộ tóc mới thì có liên quan tới những xu hướng của năm sau hay không? Đấy là chắc chắn. Thường thì khi mà mình để một cái mái tóc rất là lâu rồi thì trông mình có cái cảm giác là nó cũ. Và đối với cả một cái xu hướng tóc thì thường là nó sẽ xảy ra vào khoảng tháng 9, tháng 10, và sau đó thì nó sẽ kéo dài cho đến độ khoảng tháng 8 của sang năm. Thì cứ mỗi một người mà có một cái mái tóc mà đã để được một thời gian, nó khoảng độ một năm, thì thực sự là bao giờ đến câu đầu tiên họ nói là: chị Hòa Ân ơi, hôm nay em muốn thay đổi, Tết này em muốn có một mái tóc mới. Và ví dụ như chẳng hạn họ bảo là: không, mọi năm em để tóc ngắn rồi thì bây giờ em muốn tóc dài, em vẫn muốn nuôi, nên mà chị làm như em thế nào cho thật đẹp. Hoặc là ví dụ như một người mà mọi năm thì tóc của người ta là xoăn vào, thì năm nay họ thích là phải xoăn ra. Tóm lại là họ phải có một cái gì đấy rất là mới để đón phải Tết. Khác ạ. Thường thường thì nếu mà xu hướng của năm nay thì mọi người ưa chuộng những màu tóc như thế nào ạ? Thực ra thì màu tóc nó vẫn là thứ mà mọi người có thể thay đổi được thường xuyên. Nhưng năm nay thì cái xu hướng của mọi người cũng thích là nó hơi lạnh, nhưng mà cũng không hoàn toàn là lạnh. Có những người vẫn thích những cái màu đỏ, màu tím rực rỡ. Nhưng tóm lại thì mọi người sẽ không nhuộm một màu đâu. Kiểu gì mọi người cũng sẽ có một chút highlight nào đấy để nó... Giống như là tóc của chị Hòa Ân đang để, đúng không ạ? Đúng rồi. Bao giờ thì những nhà tạo mẫu tóc cũng sẽ luôn luôn đi đầu xu hướng. Đúng rồi. Bởi vì thực ra có thể cái việc mà highlight đấy nó không phải đơn giản là để cho mình đẹp hơn, để cho mình nổi hơn, mà có thể là tạo cái điểm nhấn. Ví dụ như là mặt muốn nhỏ đi hay mặt muốn to ra, thì nó có những cái đường highlight nó sẽ tạo cho cái cảm giác là cái mặt nó sẽ thay đổi. Hoặc là ví dụ như có một số người bị tóc bạc thì họ sẽ cho highlight vào những cái điểm bị bạc, thì tóc thật mọc ra nó không lộ. Đấy là những cách rất là tuyệt vời đối với các nhà tạo màu tóc. Còn đối với, chúng ta đã nói tới màu nhuộm rồi, đối với những loại sóng xoăn thì có thay đổi gì trong năm nay không ạ? Vừa xong thì Hòa Ân có đưa ra một cái mẫu tóc mà đây là tên của salon Hòa Ân thôi, với cái ý tưởng Hòa Ân thôi, đó là mẫu tóc san hô. Thực ra thì Huyền Quỳnh có thể cảm thấy là một cái hình ảnh của cái san hô là nó không có cái độ làm khuôn phép, nó rất là tự nhiên. Và nó, cái sóng tóc nó mềm nhưng mà nó có thể vậy, cảm giác là hơi uốn lượn. Thế thì bình thường là những cái sóng tóc mọi người hay thích nó cụp vào, hay là cái xu hướng năm ngoái là sóng Hàn Quốc theo kiểu dập dờn, thì năm nay thì cái sóng tóc san hô nó sẽ xoăn ra. Và những cái xoăn ra đấy có thể nó tự do, có thể là nó xoăn nhiều, có thể nó xoăn ít, nhưng mà cái cảm giác là cái tóc nó không có một cái sự quá tròn hay là một cái sự quá vuông. Nó vừa có một cái cảm giác là nó mềm, nhưng mà nó sẽ không có một cái khuôn phép nào cả. Và các bạn sẽ có một cái cảm giác rất là trẻ trung, năng động. Với cái xu hướng của năm ngoái thì cái tóc sóng Hàn Quốc là mình gần như không tỉa. Thế khi gần như không tỉa thì nó sẽ không khắc phục được nhiều lắm trong khuôn mặt. Nhưng mà với cái sóng san hô thì nó sẽ rất là khác.
sẽ có cái vết tỉa từ phía trên, và lúc đấy thì nó có thể khắc phục rất nhiều. Ví dụ những người là má nó hơi cần hơi nặng, hơi che đi, hay ví dụ như là những cái khuôn mặt mà có chút những cái độ mà cần phải khắc phục là nó khắc phục rất là tốt. Thế thì với một cái tóc như thế thì thường là ví dụ như là cái tóc không cần phải tết phồng, thì bình thường là khi chúng ta phải tết phồng lên thì cái đỉnh đầu nó mới không bị xẹp. Nhưng với cái sóng san hô thì họ tỉa mà, và với cái sóng tỉa đấy thì gần như không cần phải tết phồng, cho nên cái tóc nó vẫn cảm giác tự nhiên mà chăm sóc cũng rất là đơn giản. Và bình thường thì với cái sóng san hô đấy thì cái người khách hàng ấy, người ta sẽ có cảm giác là người ta có cái độ kiểu như rất là mềm mại, chứ không phải là người ta có nét cứng như là cái sóng Hàn Quốc. Thật nghe thì bây giờ em cũng đang cảm thấy rất là tò mò và chưa hình dung được ra sóng san hô cụ thể là như thế nào. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chị Hoàng Ân sẽ biến hóa cho một bạn nữ nhân vật với kiểu tóc san hô thì sẽ như thế nào quý vị nhé. Hôm nay chị sẽ làm cho em một kiểu tóc mang tên rất là hay, đó là san hô. Với kiểu tóc đó thì cái tóc của em nó sẽ xoăn ra, nó sẽ bay ra, cái xoăn nó sẽ giống hình cái san hô. Và đương nhiên thì với cái mẫu tóc như thế này thì chị sẽ làm cho em một cái màu nó hơi đỏ một chút, trông nó sẽ rực rỡ hơn. Ngoài mẫu tóc san hô thì Hoa Ân sẽ giới thiệu với các bạn một số những mẫu tóc các bạn trẻ rất yêu thích và chăm sóc tóc dễ. Thoạt nhìn thì em cảm thấy là cái mái tóc này thì rất là đẹp rồi, nhưng mà có một cái điều gì đó mà em cảm thấy là lo sợ là khi chúng ta làm nhiều dịch vụ và tóc cùng một lúc như vậy thì có sợ rằng là chúng ta sử dụng quá nhiều hóa chất không ạ? Bình thường sợi tóc của mình ấy, khi mà nó được đâm ra ngoài da đầu thì nó không còn được nuôi dưỡng gì của cơ thể nữa hết. Cho nên khi cái tóc của chúng ta mà nó hoàn toàn không được nuôi dưỡng thì cái việc chúng ta uốn hôm nay nhuộm hôm sau, hoặc là hôm nay uốn một tuần sau nhuộm, và chúng ta làm cùng một ngày thì hoàn toàn là không ảnh hưởng gì hết. Nó sẽ chỉ hơi khó hơn một chút. Ví dụ như là chúng ta uốn xong thì chúng ta sẽ không được nhuộm ngay vì nó sẽ rũi mất tóc. Thì chúng ta có thể nhuộm tóc khách hàng trước, và chúng ta sẽ tính toán xem là sau khi mà
uốn vào thì cái hạt màu nó sẽ trôi ra như thế nào, thì đấy là bài toán của các nhà tạo mẫu tóc. Và thực sự thì nó không ảnh hưởng gì cả, và nó còn có thể giúp cho cái mái tóc của khách hàng nó dễ làm hơn. Ví dụ khi chúng ta mà chưa nhuộm thì cái tóc của chúng ta nó rất là khỏe, nhưng khi chúng ta nhuộm vào rồi thì nó sẽ cân đối với cái phần đã nhuộm đã uốn trước đây, thì các bạn còn dễ làm và cái tóc nó sẽ dễ xử lý, dễ đẹp về hơn. Kỹ thuật nó tốt hơn. Mình quyết định rút ra một điều quý vị ạ, đấy là không phải là có bao nhiêu hóa chất vào tóc, mà quan trọng là nhà tạo mẫu tóc đó có biết tính toán cân đo đong đếm cho chúng ta hay không thôi ạ. Và vậy thì với mái tóc này thì chúng ta sẽ phải chăm sóc như thế nào ạ? Tóc khách hàng phải tự chăm sóc được. Dạ đúng. Không phải ra tiệm gội sấy. Đương nhiên các bạn ra tiệm gội sấy thì mái tóc của bạn là tuyệt đối. Và Hoan cũng rất mong muốn là Tết này các bạn sẽ đến để Hoan sấy cho các bạn những cái mái tóc rất là đẹp, để có những ngày Tết một cái mái tóc thật tuyệt đối. Nhưng chắc chắn là chăm sóc tóc rất là dễ, và có thể các bạn tự gội lấy, các bạn vuốt những cái dưỡng giữ ẩm vào xong khi tóc khô 70%, sau đó là những cái sóng san hô của Hoan là nó sẽ xoăn ra, thì các bạn sẽ xoăn ra. Và sau đấy thì để tự khô thì cái tóc sóng nó sẽ trở thành những cái mà nó gần như với những cái hình ảnh mà Huyền Quỳnh đã nhìn. Rất là nhiều người họ bị đã, tóc của họ thì bị hỏng mất phần ngọn rồi, nhưng mà họ vẫn rất là mong muốn có thể giữ lại được bởi vì là họ không hợp với tóc ngắn. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ? Có một cái câu chuyện mà Huyền luôn luôn nói với khách hàng một điều rằng, nhìn khách hàng tóc rất sơ nhưng chưa chắc tóc bạn ấy đã sơ. Đấy là do nhìn và nó sơ. Còn có những tóc khách hàng mà đã uốn, đã nhuộm rất là nhiều lần, thực sự thì khi mình tác động hóa chất vào tóc là tóc sẽ bị tổn thương, nhưng nhìn thì tóc họ không hề sơ tí nào. Cho nên cái việc mà tóc bị sơ thì mình đều có thể uốn và nhuộm được một cách bình thường. Dĩ nhiên nó ở một cái mức độ kinh khủng, tức là cái độ tổn thương của nó là, nói chung mình không nên cố, thì mình vẫn có thể cắt bớt một phần nào đấy, mình tạo một cái form mới. Và với cái sóng san hô thì hoàn toàn điều rất là dễ, bởi vì là khi mà các bạn có một cái tóc mà nó có độ tỉa thì các bạn có thể cắt được những cái phần sơ kha khá, mà dáng đầu của bạn hoàn toàn vẫn giữ được độ dài. Và chắc hẳn là cuối chương trình rồi thì các khán giả của chúng ta rất là muốn nghe một lời khuyên từ nhà tạo mẫu tóc Hòa Ân ạ. Hòa Ân thì vẫn luôn luôn mong muốn khách hàng tạo cho mình một kiểu tóc nó phù hợp, một kiểu tóc đẹp, một kiểu tóc mà có thể nó không phải là tuyệt đối, nhưng mà luôn luôn các bạn sẽ đẹp. Không phải lúc nào các bạn có thời gian buổi sáng để đến một salon để sấy được một mái tóc. Các bạn cũng không thể nào mà các buổi sáng các bạn mất nửa tiếng để quấn lô, hay là các bạn phải sấy tạo kiểu tự cho mình, và nó rất là ngược tay. Vậy thì các bạn nên có một cái thời gian định kỳ, có thể là 2 tháng, có thể là 3 tháng các bạn nên đến salon. Các nhà tạo mẫu tóc sẽ khuyên bạn những lời khuyên, ví dụ nên cắt đi này, hay nên hấp tóc này, hay có thể là các bạn phải xử lý một chút cái màu lai để cho cái tóc nó mới hơn này, hay là nhuộm để phủ cái màu dinh dưỡng cho cái tóc nó có thể là trông cái đuôi tóc nó không bị sơ quá này, hoặc có thể các bạn phải uốn lại. Thì tất cả những điều đó các nhà tạo mẫu tóc nó sẽ luôn luôn đem đến cho bạn một cái mái tóc mà không phải là lo đâu, 365 ngày lúc nào các bạn cũng sẽ đẹp. Vâng, xin cảm ơn chị bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, khi bạn muốn thay đổi diện mạo của mình thì Huyền Quỳnh nghĩ rằng một trong những điều dễ dàng nhất đó là chúng ta có thể thay đổi kiểu tóc. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm rất nhiều sự lựa chọn nữa dành cho những kiểu tóc đón Tết rồi, phải không nào? Và những phút cuối của chương trình thì đứng dưới mắt khỏi màn hình nhé, chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Show. Nào cùng dịch chuyển.